Chào mừng các bạn đến với kênh Y học và Khoa học. Hôm nay mình xin gửi tới các bạn nội dung về các vị thuốc thuộc nhóm khứ phong thấp thanh nhiệt. Thuốc khứ phong thấp thanh nhiệt phần lớn tính vị cay, đắng, hàn, quy kinh can, tỳ, thận nên có tác dụng khứ phong thắng thấp, thông lạc chỉ thống, thanh nhiệt tiêu thũng. Sau đây là các vị thuốc trong nhóm. 1. Tần cửu hay tần giao, thanh táo. Tần cửu là rễ phơi hay sấy khô của cây tần cửu, thuộc họ long đờm. Tính vị: đắng, cay, hơi hàn. Quy kinh vị: can, đờm. Tác dụng: khứ phong thấp, chỉ tí thống, thoái hương nhiệt, thanh thấp nhiệt. Tác dụng dược lý: giảm đau, trấn tĩnh, hạ sốt, tăng đường máu, kháng khuẩn. Lợi niệu tần cửu có tác dụng ức chế một số trực khuẩn ngoài da, trực khuẩn lỵ, trực khuẩn phó thương hàn, song cầu khuẩn. 2. Phòng kỷ. Phòng kỷ là rễ phơi hay sấy khô của cây phòng kỷ, thuộc họ tiết dê. Tính vị: đắng, cay, hàn. Quy kinh bàng quang, thận, tỳ. Tác dụng: khứ phong thấp, chỉ thống, lợi thủy chỉ thũng. Chú ý: thận trọng dùng khi âm hư. Tác dụng dược lý: giảm đau, hạ sốt, tiêu viêm, chống quá mẫn. Lợi niệu: giảm huyết áp. 3. Tang chi. Tang chi là cành dâu phơi hay sấy khô của cây dâu, thuộc họ dâu tằm. Tính vị: đắng, bình. Quy kinh can. Tác dụng: khứ phong thông lạc, lợi quan tiết. Tác dụng dược lý: giảm huyết áp. 4. Hải đồng bì, cây vông nem. Hải đồng bì là lá hoặc vỏ cây phơi hay sấy khô của cây hải đồng bì, thuộc họ cánh bướm. Tính vị: đắng, cay, bình. Quy kinh can. Tác dụng: khứ phong thấp, thông lạc chỉ thống, trừ run, giảm ngứa. Tác dụng dược lý: ức chế một số trực khuẩn ngoài da, trấn tĩnh thần kinh, liều cao có thể gây loạn nhịp tim. 5. Tỳ qua lạc, mướp hương, tỳ qua, tỳ lạc. Tỳ qua lạc là sơ mướp già của quả cây mướp, thuộc họ bầu bí. Tính vị: ngọt, bình. Quy kinh phế, vị, can. Tác dụng: khứ phong thông lạc, giải độc hóa đàm. Trên đây mình đã giới thiệu tới các bạn các vị thuốc thuộc nhóm khứ phong thấp thanh nhiệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video.